Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì đây là chuyến đi bắt crayfish Mary Spiny crayfish của mình tiếp theo. Đó, thì đợt này mình đi, mình lại chụp thêm một đống đồ này nè, đó thấy chưa. À, mình mới mua một cái đồ để đồ ở sau này, mà hôm nay là chưa về kịp. Cho nên lúc nào về mình sẽ quay và review cho mọi người xem. Để những ai có cái xe nhỏ như mình á, thì chất đồ là dễ dàng hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên đường đây. Trời hôm nay nó cũng mưa cho nên phải tranh thủ. Đó, thì lần này đi mình có để cái thang này với là cái sàng ở trên xe này, để lỡ có gì xe bị lún với đồ á thì mình sẽ xúc, có cái sàng để xúc đất. Đó, đợt trước mình hay cầm mấy cái sàng nhỏ nhưng mà đợt này cầm luôn cái sàng to cho nó tiện. Rồi, hẹn gặp mọi người sớm nha. Đây, mình mời tới cái địa điểm camping của mình này. Hôm nay hai đứa mình tranh thủ đi sớm tại vì long weekend á, cho nên người ta đi sớm lắm. Máy á là mình tới thì thấy cái chỗ mà mình cắm trại á là chưa có ai, nhưng mà cái đường mà đợt trước mình bị mắc lầy này đó, hôm nay là nó còn tệ hơn nữa, ghê không. Có xe lớn của người ta trong tuần chắc đi vào đấy này, nhìn cái đường này ghê chưa. Là hiện tại là mình nhắm là mình không vượt qua đây được rồi đó. Coi này, để đang tính cách để xem đi bằng cách nào để vào trong kia đây này, ghê thật đấy chứ. Mấy cái miếng gỗ của mình còn nằm ở đây này, không biết có người nào người ta sai không. Tại đợt trước mình để đây là gái bị mắc á, người ta lấy sai luôn này, coi này. Wow, trời ghê thật, nhìn lắm giảm vô luôn á. Rồi, để bây giờ mình thử đi vào sát cây thử coi nhá. Vợ mình sẽ chỉ đường. Vợ mình sẽ chỉ đường cho mình. Đi một tí, sang bên driver một tí. Thẳng xong đánh về bên passenger một xíu thôi, nhưng mà lúc đi vô hãy đánh. Đâu có passenger đi. À, đằng trước anh còn khoảng nửa mét nữa thôi là cái vũng thôi nhá. Từ đâu lùi lại, lùi lại. Rồi mình phải đi vòng mà máy quá là thoát quá được rồi mọi người ạ. Lúc trở về không biết đi kiểu gì đây. Rồi giờ chạy vào trong này. Ở đây có cái hồ nhỏ nhỏ nữa nhưng mà thôi tránh. Giờ đi trong cỏ thôi cho chắc ăn. Giờ mình đi những cái xe gia đình nhỏ nhỏ như thế này là chịu đó, phải tránh. Không thể nào mà liêu được. Kể cả ngày xưa mình đi xe pickup, xe Ranger, mình cũng đi cẩn thận. Kể cả gắn lốp bùn vào rồi, nhưng mà mình cũng không phải là thấy đường bùn là cứ bướn vào đâu. Tại tránh được thì tốt thôi. Về mất công đỡ rửa xe, đỡ cực nữa chứ không phải là cái gì đó. Mình vừa mới đậu xe xong thì đợt này đi long weekend đi bao nhiêu, tối thứ sáu này, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật sáng thứ hai về đó, ngủ 3 đêm ở trong rừng đó, thì quá hên là kiếm lại được cái chỗ của mình chưa ai tới đó, quá may mắn luôn. Mà phía bên này này, bên này là người ta đã đầu coi như là 3-4 xe ở phía bên kia luôn rồi, lều trại là xong xuôi rồi.
máy á, là cái chỗ của mình á, là cái đường nó xấu quá, cho nên là người ta chắc là không dám vào hay sao á. Chứ cái chỗ này quá đẹp mà không vào là hơi vô lý á nha. Đó, mà mình thì thử đi qua nhưng mà không được, mà mình phải đi băng qua cỏ, đi qua dưới mấy cái cây á, đó mới vào được. Rồi bây giờ để mình trời còn sáng này, để mình tranh thủ mình set up lều trại xong xuôi rồi chút nữa đi cắt củi rồi quay cho mọi người coi tiếp nhá. Đây, hôm nay thì mình có mang theo cái thang này thì nhẹ lắm, để mình treo bắt cái vịt lên cao hơn tí để đi cho nó thoáng ở cái đầu ở trên á. May là kiếm được cái chỗ này giống như đợt trước, cho nên là cái bạt treo là như cũ, không có gì thay đổi cả. Thì tới là mình sắp xếp treo cái bạt trước, để lỡ chút nữa có mưa thì có chỗ mà trụ mưa. Sau cái bạt thì mình sẽ làm cái lều. Con này thì mình tới thì mấy cái lông bắt crayfish á, mình set up sẵn ở nhà rồi, cho nên tới mình thả được 4 cái để xem hôm nay có gì thay đổi không. Mấy đợt này đi quay lại chỗ này mà có chỗ thì mọi thứ set up thì sẽ đơn giản chứ không phải là khó khăn chứ cả. Ví dụ như cái bát này đợt trước là dây là nó, mình đã set up đúng cho vị trí này đó. Có cái tháng này nhẹ tưng bằng nhôm á, cho nên vác đi camping nó khỏe ghê. Đợt trước thì mình phải để trên mấy cái thùng đồ nghề của mình á. Như lần trước đi về là mình để cái dây này nó nguyên như vậy luôn, cho nên thành ra đợt này quay lại đây là set up y chang, không khó khăn cái gì cả. Sắp mấy cái dây cuối cùng cho nên nó căng, là phải có ít nhất là 2 người, một người kéo dây về, một người đứng dưới là hỗ trợ. Nhất là cái cuối này là nó căng rồi mày. Cái bát này do mình mua áo đi thôi, cho các bạn đi ra ngoài bắn ninh á, hoặc là Anaconda, những cái chỗ bán đồ camping á, là chắc chắn sẽ có. Đây các bạn thấy mang cả cái súng bắn vịt đi tiền không? Với mấy cái vịt dài dài nữa. Như mình cái sai cái này thì vịt 75 xăng. Nhưng mà nếu mà đợt này mình có mang vịt mới đi, nhưng mà nếu mà không có vịt, nếu có vịt dài thì tốt hơn. Đợt này mình buộc cái bát cáo á, cho nên là cái dây này phải adjust lại cái dây cuối cùng thôi, chứ còn mấy cái dây kia là như cũ. Phải cho cái dây này nè dài thêm tí nữa, cái khoảng đó. Đợt vừa rồi về là mình tính đi mua cái loại móc á, bằng sắt, xong rồi nó có adjust, là lúc mà gắn vào đây là cho nó lỏng này, xong cái đến khi vặn lại cái là nó cao. Đó, như thế này là quá đỉnh rồi này. Rồi, để mình cho mọi người xem này, qua bên này cho mọi người xem lại này, từ bên này. Đó, chút nữa mình móc cả cái lều của mình lên đây nữa. Đó là nó căng.
là đi vô đi ra trong lều là nó bị mưa luôn, mà hợp lý chưa? Này, coi đường trong đây nè. Chà, đỉnh cao, quá đỉnh luôn. Ok, để bây giờ mình set up nốt xong rồi mình quay lại cho mọi người xem tiếp nhá. Mình mới cắt củi xong rồi trời tối luôn, cho nên là xếp được một ít củi để ở đây. Là từng này là giữ cho tối nay với là ngày mai á. Bên này còn một ít nữa này, là cái này để dành, còn bên này là cái lò lửa mình để đó. Thì hôm nay mình cắt mấy cái que củi vừa vừa bằng cái cánh tay á, rồi còn mấy khúc bự, mấy cái bằng cái cánh tay thì mình để trong này trước để cho nó mồi lửa, xong rồi lúc nào là lên to á, bắt đầu mình cho mấy khúc bự này vào là nó cháy dần dần, là cháy lâu lắm. Thì đợt trước mình có trêu các bạn là cái chất trắng trắng này, đó là cái chất gây nghiện. Nhiều bạn hỏi cái này là cái gì, thì cái này á, là cái côn, mà cái dạng côn treo ở trong trái á, thì mình xịt ra nó rất là dễ xài luôn, mà nó bén lửa tốt lắm, tốt hơn là cái loại cục nhá. Đây, bình thường là mình xài cái trái này này, đó, một lần đi camping cầm một trái này đi là thoải mái như sức luôn, tại mình không để xài nhiều đâu. Rồi bây giờ xong xuôi rồi thì mình châm lửa cho nó cháy nhá. Đấy, cho cái côn này về cái lá cây khô là mọi người thấy nó bén nhanh không? Nha. Đó, để như vậy cỡ khoảng 15 phút cần làm gì cả cho nó tự cháy, là một hồi là lửa nó to lên là ấm ơi. Đấy. Đi cắm trại mùa đông chỉ cần như vậy thôi. Có lò lửa ấm, mặc ấm nữa là ok, không sợ lạnh nhá. Thấy lửa cháy ghê chưa? Nó bén thì thôi chứ. Mọi người xem này, mình mới tới, mình mới thả lòng mà bắt được một cái con nhỏ xíu, giống như con giá bi này. Từ xưa đến giờ thì bắt là chưa bao giờ thấy nhỏ như thế này luôn á. Nhìn đứng hỏi đôi dì tương này. Chứ con này mà người ta cho bắt là để mà nuôi là quá đỉnh luôn này, đẹp chưa? Này, đẹp chưa? Ghê ta. Rồi con này là phải thả rồi đó. Để coi là nó là con đực hay con cái. Con cái này. Này. Này có chỉ cho mọi người xem. Không biết trong camera thấy không, Nhưng mà đây này, đây có cái chậm này. Đó, ở nơi cái càng nhỏ á, tính từ càng nhỏ ấy, 1, 2, đó. Chậm ở đây. Đó là con cái nha. Những con cái mà nhỏ như thế này là sau này là nó lớn lên nó đẻ ra nhiều con lắm. Đó, thì con này là thả xuống này để cho nó lớn lên là nó đẻ nhiều con cho mình về mọi người đi bắt này. Khỏe chứ, nhỏ nhỏ mà khỏe, kẹp cái tay này chưa. Tới con này là khai trương tối nay à, vậy là vui rồi. Rồi con này con nhỏ cho nên là mình sẽ thả từ trên này thả xuống luôn. Chỗ này nước gần này. Thả xuống nha. Đó. Đây. Thì mình quay lại cái cảnh buộc mồi cho cái lồng này cho các bạn xem nha. Cái này là mình mới buộc này. Đó. Cái đồ mồi là mình để trong cái vị này. Xong rồi buộc mấy cái khay bồ thái vô đó. Giữ lại. Mà các bạn phải buộc chặt nha. Buộc nhiều góc á, chứ không đợt trước mình buộc á, xong rồi hai lần là tụi nó không biết cắn kiểu gì á, mà đứt cái giấy này, xong nó kéo đi cái môi, nó kéo cái môi đi mất luôn. Đó, thì khi mà sử dụng cái này á, là các bạn nhớ để một góc, để chủ nợ nhớ đem vất nha, chứ không vất rạc bừa bãi nha. Là người ta thấy là người ta sẽ phàn nàn á. Rồi, bây giờ là cái lồng mới là mình mới mua nè. Để mình cho các bạn xem này. Đây, lồng này là tụi mình mua ở BCF. Đây, rác á, là mình sẽ để một góc để chút nào mình dọn nha. Đó, thì cái lồng mới mua về là như thế này. Đó, chứ không có cái gì cả. Thì nếu các bạn mà buộc vào đấy á, buộc chắc là nó gấp. Mình buộc trong cái vị đó mà nó còn gấp được này. Thì huống gì là cái lồng mới không có cái này.
Thì đó, hôm nay mình đã làm sẵn cái vị này là mua ở Bắc Ninh, là nguyên một cái cuộn dài như vậy. Thì mình về mình cắt như thế này, ước chừng như vậy thôi. Đó, xong rồi gấp đôi nó lại. Xong rồi bây giờ buộc vào cái lòng này. Chưa? Đó, buộc vào lòng là mình buộc nhiều góc luôn. Dây này hơi dài, để mình lấy cái dây khác. Lấy dây này là vừa đủ rồi. Thì các bạn buộc ở giữa cái lông á. Rồi xong rút lại. Chà. Rồi như cái môi á, thì mình sẽ dùng cái miếng tim lúc này á. Đó, cỡ miếng như này được, không cần để nhiều đâu. Xong mình để lên đây, mình khửa nó ra để cho cái mùi nó bay ra cho nhánh nhá. Đừng cắt rơi nhá, trường thời cắt rơi là tuổi này nó kẹp nhánh lắm. Đó, đó, làm là như vậy. Xong cái cho vào cái vị này. Chưa? Rồi. Giờ buộc hơi dựa này này. Buộc bên chỗ này này. Xong buộc ở góc này này. Nói chung là buộc 4 góc, xong rồi mỗi góc này buộc ở giữa nữa cho nó khỏi moi ra. Rồi ạ, đây như cái này á, như cái này này, thì khi mà các bạn về, các bạn buộc một cái ở đây, khi mà về chỉ cần cắt cái này xong thò tay vô lấy cái môi ra là được, là khỏi cắt mấy cái này nha, lần sau xài tiếp được, khỏi mất công. Dạ, đó. Đây là cái cách setup cái lòng mới rồi đó. Thì bây giờ sẽ cắt mấy cái này đi cho nó gọn. Rồi, là như thế này là ném xuống là được rồi. Đó. Lúc ném xuống á, ném xuống cái nó sẽ nằm vậy. Xong cái mấy con kia nó bò vào. Thì nếu mà nó bò vào á, nó moi một thôi á, mà nó lấy được là chán nó bỏ đi. Cho nên là cái thời gian kiểm tra là hên xui. Thời gian kiểm tra là hên xui. Có khi 50 phút nó bò vô rồi, tại nếu mà mùi nhảy. Còn có khi là 15 phút, 20 phút chưa thấy nó mò. Đó, cho nên là hên xui lắm. Nếu các bạn xiên thì 15 phút đi check một lần. Còn có hôm mà nó nhảy thì thả xuống cái 5 phút ném cái là có luôn rồi. Đó, hai cái lòng này. Giờ mình buộc thêm nốt cái để mình đi thả cho mọi người có nha. Thì lúc này á, là mình mới set up xong lều, vậy là toilet, nói chung cái chỗ cắm trại là set up xong là ngon lành này. Rồi đi cật cùi này, đốt lửa như mình quay cho các bạn xem. Thì trời cũng khá tối rồi. Mà trước khi đi là mình đã có ăn tối nha. Nhưng mà bây giờ cảm thấy hơi đói bụng, mà đang đợi mấy người em của mình tới nữa. Cho nên là thôi, bây giờ tạm thời quật cái tô mì hộp cho nó tiện. Tại vì là bây giờ đi cắm trại mà có cái tô mì này nó cũng lợi hại lắm á. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với, cùng muốn khuyên các bạn á, là nếu mà đi cắm trại á, thì mặc dù đem đồ ăn rồi, nhưng mà cũng nên chuẩn bị mấy cái mì ly hoặc là mấy cái mì hộp như thế này, để phòng khi mà đói, giống như tới set up xong trễ quá chưa kịp làm gì á, thì trong khi set up á, là mình sẽ nấu nước xong rồi pha sẵn một cái tô mì này để ăn, để cầm sức cái đã. Thì đó, cho nên là đi cắm trại á, là mình khuyên các bạn nên chuẩn bị mấy cái ly mì này. Nó rất là tiện, nấu nước xong rồi là có ăn là đỡ đói. Đó, như cái mì này thì mình mua ở Costco thì một thùng là hình như 6 hộp hay sao á. Thì một thùng vậy mười mấy đồng, nói chung một cái ly như thế này thì cỡ 2 đồng thôi. Thì một hộp, mà trong này là còn có thịt này, đó, cho mọi người xem này, nhìn ngon lắm. Biết là ăn mấy cái mì hộp, mì gói thì nó sẽ nóng, nhưng mà những cái trường hợp như thế này thì nó cũng giúp đỡ rất là nhiều này, các miếng thịt này.
chất lượng chưa? Mì này là hình như mì bò á. Đúng rồi, mì bò đó. Nhìn quá chất lượng đó. Thôi bây giờ mình ăn tạm để chờ mấy đứa em mình tới rồi đó. Xin mời mọi người nha. Đi cắm trại chơi lành mà có cái tô mì nóng hổi như thế này là quá đỉnh rồi. Ăn thử. Quá ngon. Xin mời mọi người. Đây, mấy đứa em của mình là mới tới đây. Đó, ngoài kia có một chiếc nữa. Hello em. Đi vào đợi về đi không? Không có chị Ngọc đâu. Đây, coi cái con quái thú giống như xe của mình chưa? Đó, Godzilla nhá. Quá dữ. Quá dữ. Đồ trên xe này mọi người, full load lên này. Xe này là hai đứa em nó mua đi camping y chang xe mình luôn á. Đó. Thêm một con quái vật ở ngoài kia nữa kìa. Đó. Giờ hồi 79 chưa thành lập được cho nên là lập hồi CRV. Giờ lủi ra hố kìa, đồ mình hứng sợ luôn ta. Em á? Đó, em ơi. Hello em. Hello em. Anh trai đi phá đường quá. Chuyện nhỏ, đi vào được không? Đây, em mình mời tới xong rồi, đang chuẩn bị set up lều đây. Giới thiệu đi chiến. Hello mọi người, tụi mình là Chili LS. Đấy. Còn bên này BB. Mọi người nhớ support cho hai đứa em mình nha, hai channel này nha. Đây, cái link YouTube của mình ở đây nha. Rồi, còn link bên này, link bên này đâu. Đây. Đây, đang set up lều, lều này set up cũng nhánh lắm. Em mình cũng có cái lều để bỏ toilet. Như tụi mình luôn. Quá tiện. Đây, mọi người coi này. Mình mới kéo cái lồng lên. Lại thêm hai con khủng bố tiếp. Wow, to quá trơn luôn này. Coi này. Wow, con cái. Trứng quá trời luôn. Wow. Con này là phải thả đấy đó. Nhưng mà để đó coi đấy nhá. Quá trời quá đất. Mà Lucky bắt được hai con một lần chứ. Con này là hơn 12 xăng. Đứng lại. Hơn 12,13 xăng. Hơn sao? 12 xăng rưỡi á. Này ra tới đây này, cái mép đây này. Đó. Hay đi xăm đi ạ. Này, 12 xăng rưỡi. Quay kỹ lại cho mọi người xem này. Chưa? 12 xăng rưỡi này. Tới ngay đây này. Đó. Rồi, con này có trứng rồi. Là phải thả nha. Mà nó cũng quá kích thước cho phép nữa. Rồi. Rồi, con ở trong lồng này là nhưng cái điều của nó là cũng con cái thì có trứng luôn này. Ừ, bắt trứng. Để mình lật cái lồng này lại. Nếu mà nó bị mắc á, là các bạn lật lại như vậy là tụi nó sẽ tự release mấy cái càng ra. Nếu mà để sạt sạt đất á, đó thấy chưa? Để sạt đất là tầng là từ rớt ra. Rồi, để mình đo con này coi. Coi con gì đã. Rồi, đựng luôn này. Đó. Để đo nha. Con này cũng y chang, nói chung là hai con là y chang luôn, 12 xăng rưỡi. Wow. Cái này. Này, nhìn hai con ở với nhau này. Ghê thiệt, hai con cái bự quá trời luôn. Rồi, để bây giờ mình chụp tấm hình. Xong rồi mình đi thả nhá. Này, mới bắt xong hai con chưa, ném lại cái lồng. Cho mọi người coi cái lồng kế bên này. Mình thả này. Lồng kế bên mình thả. Mật môi luôn. Bỏ tay. Này, mà nó như vậy, mà không biết nó mọc kiểu gì mà. Này, chắc từ chỗ này mà nó tho cái càng vào, nó lấy hay thật chứ. Sơ thật. Thôi, chưa bỏ môi mới vào. Rồi,
Giờ cho miếng mồi ngon vào, bắt nó tiếp. Nhiệt tạm vào đây cái đó, chút cắt sao. Đó, giờ nèm lại nhá. Giờ kiểm tra cái lông này nhá, coi có gì không này. Không có gì. Hôm nay trời mưa cho nên trớn. Cẩn thận. Không có gì luôn. Không có gì. Không có gì. Đây. Con này là chắc chắn nhỏ rồi. Này nó lành ghê, con này. Đấy. Con này là con đực này. Đây là con đực này mọi người. Có hai cái chấm ở dưới này này. Thấy chưa? Nó lôi ra này. Để mình kiểm tra cái size này cho mọi người xem nhá. Nhưng mà nhỏ là chắc chắn rồi đó. Con này mình nghĩ chắc cỡ khoảng 9 hoặc là dưới 10 này. Chắc cỡ 9. Tại vì cái lưng là ngay đây. Đó. Mà đó là từ dưới này là thiếu cường xăng nữa. 8-9. Cứ khoảng 8,5 chứ chưa được 9 nữa. Quá nhỏ luôn. Nhỏ hơn con tân trưởng mình bắt nữa. Nếu con này thì còn đực. Hả? Rồi. Con này mình thả ngay đây luôn. Thấy nó gần nước này. Nhỏ thì cố gắng thả nha mọi người. Này. Đó. Đừng có vô lái nha. Để lấy cái lông này lên luôn rồi đó. Này quên. Tại các bạn mà ném mà hai cái lông sát nhau là nhờ lấy lên coi cùng một lúc chân thôi là ném lại á. Lỡ nó đang ở trong lông này nó đi luôn. Nó sợ nó nhảy ra. Là tối nay là mới tới mà được 3 con này ha, 2 con cái và 1 con đực. Yeah, được 3 con này, 4 con à. À, con đầu tiên là con nhỏ xíu nữa, là con đã được cái đó. Cái à? Ừ. Là 3 con cái, 1 con đực đó. Thì mình đi bắt là toàn là thấy cái nhiều hơn đực. Không biết tại sao. Rồi, có gì bắt thêm được cái gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá.